Hello, chào mừng các bạn. Các bạn thân mến, thì trong clip này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình sẽ tạo một cái pop-up khuyến mãi trước khi vào trang chủ ha. Thì trước tiên thì các bạn phải thiết kế một cái pop-up dạng giống như thế này, tức là có một cái hình ha, có thông tin khuyến mãi trên đó. Thì kích thước dành cho trang web thường thường đây là một cái pop-up, nó kích thước là tỷ lệ là 1:2, nghĩa là chiều cao nó khoảng 450 và chiều ngang nó khoảng là 900 thì là đẹp ha. Thì thầy đã tạo sẵn một cái bóp như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng là từ cái trang chủ này trỏ đến cái bóp up ha. Thì chúng ta chuyển qua cái prototype. Sau đó thì các bạn sẽ click chọn và thả vào cái bóp up này, không chọn phần on click ha. Và mình đổi nó lại là phần là after delay. Thì cái lúc này á, thì các bạn sẽ chọn là cái số giây rất là nhỏ thôi, ví dụ như 50 hay là 10 đó chẳng hạn, được hết á, mili giây rất là nhỏ. Rồi cái phần action á, thì các bạn sẽ chọn là open overlay, tức là không có chọn những cái trạng thái như là navigate hay là change to ha, nhưng mà open overlay tức là mở cái một cái pop-up lên và vị trí mặc định pop-up này nó sẽ cho là center ha. Rồi, các bạn check vô cái phần là close when clicking outside, tức là khi click bên ngoài thì cái pop-up nó đóng lại. Rồi cái background của mình cho màu đen và cho tối cái phần nền đi ha. Ở đây thầy cho là 70%. Rồi, cái phần mà animation, tức là cái pop-up này nó chạy như thế nào, thì thầy đang chọn là move in và chạy từ trên xuống ha. Đây là chạy từ trên xuống. Rồi, cái phần mà hiển thị của nó là easy out, tức là phần kết thúc của nó là 300 mili giây, tức là chưa được nửa giây thì nó xuất hiện cái bóp đó tự chạy từ trên xuống. Rồi, các bạn chạy thử cái phần này ha. Đó ha, thì các bạn thấy là khi mình làm bóp rất là dễ. Rồi, khi mình click ra bên ngoài, đó, trở lại bình thường. Rồi, xong. Bây giờ phần tiếp theo là các bạn sẽ làm là cái menu. Khi click vào cái icon con người thì hiển thị cái menu này. Và khi click vào cái đăng nhập thì các bạn nhảy tới cái phần pop-up đăng nhập ha. Giống như cái phần mới nãy. Nhưng mà mới này là mình click vô cái đăng nhập thì ra pop-up đăng nhập. Trên về. Tôi đem xuống đây. Rồi ba cái này tôi để đây. Tôi cho nó là một cái component. Ok. Thì cái này là đăng ký đăng nhập ha. Đăng ký đăng nhập. Menu đăng ký đăng nhập. Rồi ok. Thì sau khi mình đã có cái menu đăng ký đăng nhập rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái prototype từ cái icon này ha. Prototype nè. Từ cái icon này tôi trỏ vô đây. Đó. Thì khi trỏ vô đây thì các bạn xem xét một số thuộc tính, thí dụ như là on click khi click vào đây ha. Ha, rồi chọn cái action đó là open overlay để hiển thị cái này. Và nếu như các bạn cho nó xuất hiện ngay vị trí cái menu á thì các bạn sẽ chọn cái phần là không chọn center ha. Pop-up thì chọn center, còn này cái menu thì mình có thể là chọn theo cái manual, tức là cái định vị của mình sẽ định vị ở đâu. Ví dụ như cái này là nó nằm ở đây nè. Đó. Nhưng mà cái định vị này của mình là nó nằm ngay đây. Hả ha. Tức là mình định vị trí gần cái phần icon này ha. Rồi xuất hiện ở đây. Ok. Sau đó thì các bạn có thể là click ra bên ngoài thì nó sẽ đóng. Cái thứ hai là cái background các bạn có làm tối hay không. Đối với menu con này thì background không cần làm tối ha. Để nguyên. Và nó xuất hiện liền, không cần hiểu gì cả. Rồi ok, thì lúc này các bạn sẽ thấy là khi click vào cái icon thì nó xuất hiện cái menu con. Rồi thì mình vô trang chủ mình coi thử ha. Đó, click ra ngoài. Rồi click đây, cái này menu con. Thì bây giờ chúng ta click vô đăng nhập sẽ hiển thị cái menu submenu này ha. Rồi bây giờ trỏ tới đăng nhập. Đăng nhập trỏ tới thằng pop-up này thì nó cũng là sự kiện click, nhưng lúc này cái action mình sẽ chọn là open overlay để nó xuất hiện cái form đăng nhập này vào giữa màn hình. Rồi đóng khi click bên ngoài,
Bắp rau lúc này thì chúng ta cho là khoảng là 70% màu đen để cho nó tối lại và hiệu ứng tức thì, không animation ha. Rồi ok. Lít vào. Đó ha. Lít vào. Thì mình đã hiển thị được cái bóp úp đăng nhập rồi. Tiếp theo thì với form đăng nhập này chúng ta sẽ làm một cái tương tác là khi lít vào cái chữ đăng nhập sẽ nằm xích lên trên và nhỏ xíu và có một dấu nháy ha. Khi lít vào thì chữ này nó chạy lên đây và phong size nhỏ lại. Rồi có một dấu nháy ngay đây. Sau đó thì sẽ nhấn một cái phím nào đó, phím space chẳng hạn, thì cái chữ là cái tên đăng nhập sẽ xuất hiện, cái email đăng nhập sẽ xuất hiện ha. Rồi sau đó thì cái dấu nháy nó nằm cuối cùng. Rồi tiếp theo thì khi lít xuống dưới cũng vậy, chữ nhập mật khẩu chạy lên, có dấu nháy xuất hiện. Rồi sau đó thì có cái dòng chữ xuất hiện và dấu nháy nằm cuối cùng ha. Và cuối cùng là chữ đăng nhập. Thì khi mình đăng nhập á, thì nó sẽ về trang chủ lại. Mình sẽ làm cái phần và về trang chủ lại ha. Chỉ nó về trang chủ lại. Rồi on list chỉ về trang chủ lại. Home. Rồi instant. Ok xong. Bây giờ mình test phần này trước. Đây. Đó ok ha. Chạy về trang chủ lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần trạng thái input của email và mật khẩu. Rồi cái này là component chưa? Chưa. Cái này là mới có một cái frame thôi. Frame có hai cái này ha. Rồi bây giờ mình mới chọn vô frame. Rồi bấm chuột phải chọn component. Đó. Khi các bạn làm ở bên ngoài như thế này nè, nó mới dễ làm. Rồi bắt đầu mình tạo cái này là cái input. Input email. Input. Input gì ta? Đặt tên là gì vậy? Đặt tên input gì vậy? Input. Input property ha. Input root total ha. Là một cái input tương tác. Thì đối với input tương tác này nó sẽ có một số trạng thái sau đây. Thứ nhất là trạng thái trống vậy. Thứ hai là trạng thái là có dấu nháy đây và cái chữ này chạy lên. Hai trạng thái ha. Cái thứ ba là cái trạng thái là chỉ có dấu nháy. Cái thứ tư là trạng thái là cái dấu nháy về cuối và cái chữ email của mình xuất hiện. Đấy là bốn cái variant. Thì các bạn đang chọn cái component. Sau đó thì các bạn sẽ click vào dấu cộng ở đây thì tạo ra được cái trạng thái. Và mình làm bốn trạng thái luôn ha. Rồi làm từ từ cũng được. Ở đây thì các bạn thấy là khi mà từ trạng thái này qua trạng thái này thì có phải là cái email này nằm xích lên trên xíu không và phong size nhỏ lại không? Đó. Hoặc là cho nó nằm lưng chừng gì luôn nè. Rồi mình cho size nó nhỏ lại. Đó ha. Thì bây giờ lúc này thì mình sẽ cho xuất hiện cái gì? Một dấu nháy ở đây. Rồi tôi cho một cái màu xám hơi đậm xíu là ok. Hoặc là màu đen cũng được. Màu đen đi. Nhập cái chữ thì màu đen đi ha. Rồi. Cái này là bao nhiêu đây? Mình vẽ cái này luôn ha. 2 là 24 hả? 20 thôi. Đấy, ok ha. Thì trạng thái thứ hai nó vậy. Bây giờ trạng thái thứ ba. Thì trạng thái thứ hai và trạng thái thứ ba nó phải giống nhau về các item trong đó. Để khi làm animation thì các bạn sẽ làm được cái chuyện là cái dòng chữ đó, cái email đó sẽ chạy từ bên trái qua phải và cái thằng dấu nháy này nó cũng chạy đến cuối cái email ha. Thì sẵn đây thì mình sẽ gõ cái chữ ở đây luôn, gõ chữ sẵn đây luôn ha. Và có một cái nền cùng màu nền để che cái chữ nó lại. Thì bây giờ mà tôi vẽ luôn, tôi viết luôn. Email tôi là hotb chẳng hạn, a@fbt.edu.vn chẳng hạn. Rồi cái phông size này nó đang là 10 hả? Tôi cho nó là 14 đi. 10 là nó ẩn ha. Cái này mình cho 14 cho nó lớn lên. Rồi ok. Ok. Và tôi có thêm một cái hình shape
cùng màu với cái nền đó, tôi che này lại. Đó. 24 bằng với cái dấu nháy luôn. Rồi. Tức là cái trạng thái thứ hai nó vậy. Tuy các bạn thấy dấu nháy nhưng mà bên cạnh nó có một cái mask và có một cái test. Rồi, thì từ cái này, từ cái version 2 này, các bạn có thể là email này nằm đâu rồi? À, với còn trong version 2. Các bạn add thêm cái version giống version 2 ha. Thì bây giờ với cái version 3 này á, thì mình sẽ di chuyển một số thứ. Cái thứ nhất á, là con chuột, cái dấu nháy đây nè, mình cho nằm cuối. Đó. Rồi cái này thì mình cho là chạy từ từ ra. Đó, ok không? Đó ha. Trạng thái đầu, trạng thái thứ hai và trạng thái thứ ba. Các bạn hình dung được không? Thì bây giờ các bạn sẽ làm hiệu ứng cho nó nè. Các bạn chọn vô cái default. Rồi, chọn property. Các bạn kéo thả qua bên cái version 2. Rồi đối với trường hợp này thì mình vừa lít vô thì nó thay đổi version 2 cho mình và nó thay đổi liền thì không được, tại vì cái email này nó phải chạy từ dưới chạy lên, cho nên mình chọn là Smart Animate ha. Thì Smart Animate ở đây nó mặc định cho mình 300 ms, tôi chỉnh lại là 500 chẳng hạn ha. Rồi ở đây nó có một cái Reset Run Position, cái này không cần ha. Rồi xong phần này. Phần tiếp theo á, là mình sẽ chọn cái Variant 2. Mình chỉ qua Variant 3. Thì lúc này các bạn thấy là cái sự kiện của mình cũng là sự kiện click luôn, đúng không? Cũng là sự kiện click luôn. Không à, lúc này là sự kiện là gõ bàn phím. Ví dụ như tôi gõ vào cái bàn phím Space ha. Thì giờ tôi sẽ chọn như thế này, cây frame bed đó. Rồi cái cây của tôi là cái gì đó, tôi gõ space thì nó có chữ space và nó đổi về đâu, nó đổi qua cái variant 2 và sự animation sử dụng là Smart Animate. Rồi easy out, rồi 50 giây, tức là nửa giây á, 500 ms, tức là nửa giây á. Rồi ok, cái start mình cũng không cần luôn. Rồi xong. Một cái component. Thì bây giờ mình muốn sử dụng component đó thì mình vào cái set và mình tìm thôi. Cái tên của mình là input prototype thì mình gọi là input prototype. Tìm chỉ mất cực ha. Đây. Mình lôi ra mình bỏ đây. Rồi. Do hai cái input này nó có hai nội dung khác nhau. Cho nên đó, chúng ta sẽ thể sẽ nhân bảng nó ra. Rồi. Đó. Component nhân bảng ra và đặt tên này là mật khẩu, input mật khẩu input path. Rồi, sửa một số chữ trong đây nữa là ok là xong. Ha. Không cần làm nhiều. Nhập mật khẩu. Rồi cái nhà mật khẩu này nó chạy lên đây. Rồi nó là phông chữ số 10. 10 nhỏ nhất rồi. Rồi. Mật khẩu thì mình cho dấu sao ha. What's that?
Rồi, mình có input bát. Thì giờ đây mình sợ thôi. Rồi, có input bát, mình lôi vào cái form. Rồi, ok, trải nghiệm thử ha. Trang chủ, trải nghiệm lại trang chủ. Lít đây, đó, đăng nhập, đó, đó, ok, ha, đăng nhập, đó. Rồi các bạn thân mến, thì với clip này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình tạo cái radio list, tức là danh sách, chọn một trong các danh sách đó. Thì các bạn thấy là mỗi một radio nó giống nhau về hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là không có check và trạng thái thứ hai là check. Rồi, nó chỉ khác nhau thêm nữa đó là phần chữ. Cho nên đó, các bạn chỉ cần có một cái component là xong ha. Còn những cái chữ mình có thể thay đổi được sau khi mình kéo nó từ cái thư viện Access. Rồi, thì cái cách làm một cái đối tượng mà có hai trạng thái như thế nào? Một cái component ha. Trước tiên là phải tạo component. Rồi, ở đây thầy đã vẽ sẵn cái radio và cái test rồi. Thì các bạn kiểm tra thử coi nó là cái gì cái đã ha. Radio, ok. Nó mới là cái frame thôi, chứa hình tròn và cái chữ. Thì bây giờ với cái frame này chúng ta sẽ cho nó là một cái component luôn. Lúc đó chúng ta mới tạo được hai thuộc tính của component. Rồi, create component. Lúc này thì các bạn có thể là add variant cho nó. Rồi, khi add variant thì đương nhiên là cái này cái component rồi, mình đem ra ngoài ha, không để trong đó. Tập trung lại. Rồi, với radio này thì các bạn tạo hai trạng thái như sau ha. Trạng thái variant 2 thì các bạn sẽ có một cái dấu chấm ở đây. Thì thay vì làm dấu chấm, mình vẽ hình tròn luôn và mình cho nó màu đen. Rồi, ngay giữa luôn. Và chắc chắn là phải cho nó màu đen. Ok ha. Đó, mình có hai trạng thái đàng hoàng luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ prototype cho nó. Tức là khi mà lít vô đây, không cần lít luôn các bạn. Cái radio này không cần lít luôn ha. Khi nào mà có danh sách radio list á, thì mình mới list và thay đổi cái trạng thái list cho một trong những cái thuộc tính của nó ha. Thì bây giờ mình chỉ cần là vô Access. Rồi các bạn search cho thầy là cái chữ radio. Rồi các bạn thấy là mình có một cái radio nằm đây, kéo thả vô đây. Dạ, 2 3. Ok, chúng ta có 3 cái option ở đây. Thì mới nãy mình vừa tạo hai cái thuộc tính cho một cái component. Thì bây giờ mình muốn cho là cái dòng đầu tiên này chọn cái phần là đã check ha. Thì mình lấy chiều đây và mình nhìn qua bên tay phải của mình. Mình thấy là cái property 1 nè, nó có default nè. Bây giờ mình chọn qua variant 2, tức là có dấu chấm. Rồi. Thì đây là ba cái component ha, cùng một kiểu sắc khác chữ thôi. Thì bây giờ mình double click vô đây mình thấy chữ này thôi. Thanh toán qua ví Momo. Rồi, chuyển khoản ngân hàng. Rồi, bây giờ chúng ta đã có ba cái này. Bây giờ mình muốn là khi lít vô thì nó đổi trạng thái cho một trong ba cái này ha, hoặc là ba cái này thay đổi ngược lại hết. Thì để làm điều đó thì các bạn tiếp tục làm với component và variant ha. Rồi, bây giờ bấm chuột phải
tạo component. Rồi cái component này mình lại lôi ra bên ngoài, tiếp tục lôi qua bên ngoài. Rồi mình đặt là radio lead ngay cái này. Radio là cái dấu check hình tròn ha. Rồi mình sẽ add variant cho cái component này. Rồi chúng ta có 3 cái variant cho một cái radio lead ha. Thì bây giờ tạo tương tác, lead vào prototype, rồi lead xuống đây và lead đây xuống đây. Khi lần đầu tiên thì dấu chết nằm đây, còn cái variant 2 thì dấu chết nằm đây, tương tự như vậy ha, cho variant 3, 4. Rồi khi lead vô đây thì nó đổi tới variant 2, rồi tương tự từ 2 đổi qua 3, rồi từ 3 đổi qua 1. Rồi ở cái phần này ha, component này thì mình vô đây mình thay đổi cái phần này default, và cái này là variant. Tiếp tục cái này. Radio lead ha. Thả vô đây nè. Rồi chạy thử cái này luôn, chạy trực tiếp luôn. Đó, ha. Chuyển qua chuyển lại. Ok ha.